chống nắng và thoa kem chống nắng có thực sự quan trọng không? Thì các chị em, hôm nay mình cùng Thương tìm hiểu trong video từ những kinh nghiệm đúc kết ở bản thân, đã từng chia sẻ lan tỏa thành công đến rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp, khách hàng xung quanh Thương. Cũng có rất nhiều người sử dụng kem chống nắng mỗi ngày. Nhưng cũng có rất nhiều người nói tại sao phải dùng kem chống nắng, dùng làm gì tốn kém, da chị đẹp rồi, không cần dùng nữa. Và còn những chị em nào vẫn đang giữ những suy nghĩ như vậy thì hãy xem hết video hôm nay nhé. Cái việc mà mình dùng kem chống nắng mỗi ngày á, nó giống như việc mình dùng collagen mỗi ngày á các chị em. Thực ra nó không thấy hiệu quả ngay, nhưng mà mỗi năm qua đi thì cơ thể chúng ta sẽ bị hao hụt đi một lượng collagen nhất định. Nếu chúng ta không bổ sung kịp thời, bảo vệ như thói quen mỗi ngày thì làn da chúng ta sẽ bị lão hóa, chảy xệ, sạm da, xấu đi rất nhiều và thậm chí nặng hơn, có thể gây ra ung thư da. Nhưng mà nó cũng không diễn ra ngay đâu, mà nó sẽ từ từ. Vậy cho nên chúng ta thấy và biết được những điều này thì chúng ta hãy tìm hiểu ngay để biết cách bảo vệ làn da chúng ta khỏe mạnh trước ánh nắng mặt trời và lựa chọn cho mình một loại sản phẩm kem chống nắng phù hợp với làn da của mỗi người. Chắc chắn việc sử dụng, lựa chọn cho mình một thói quen tốt, một sản phẩm phù hợp, duy trì đều đặn sẽ cải thiện được làn da và luôn giữ được nét thanh xuân lâu dài cho các chị em chúng ta. Vậy cho nên, chị em ơi, ngay khi mình nghe Thương chia sẻ, hãy ngay lập tức chọn cho mình một sản phẩm kem chống nắng phù hợp nhất cho làn da của mình nhé!